Anh em lâu lắm rồi, hôm nay không cô lục, tôi đi quanh lăng xê một buổi, hôm nay là 13 âm. Dương thì không rõ, tại vì sau hôm Tết là bây giờ nó có tính lịch âm thôi. Tôi đang mỏi mỏi đâm ra là không đi cô lục được, mồi thì vẫn còn rất nhiều. Em bóp mồi lăng xê là cố gắng bóp nó thật nhuyễn rồi. À, còn cái mồi này thì nó là mấy cái thứ mà anh em lấy lăng xê tôi chỉ cho câu đấy. Trộn này mấy anh em mà tôi trộn cái này mấy anh em mà lấy đồ ấy để ý cái cách tôi trộn. Mấy anh em mà lấy lăng xê mà được tặng quá nhỏ nhỏ đấy, anh em để ý tôi trộn mồi. Đây cái gói nhỏ nhỏ đây anh em trộn xong nó phải được thằng này. Đây là tôi trộn dư ra để cho thằng em, để cho thằng em một nửa. Thế còn một buổi thì không câu hết nhiều này. Rồi câu còn bao nhiêu thì cho nó để ngày mai nó đi nó câu, nó bảo nó trộn nhiều. Đây là tôi trộn nhiều. Xin là thơm. Này là ra lấy hồ, nước hồ trộn thì tốt hơn. Nếu mà lười muốn trộn luôn ở nhà thì tiện. Còn mấy miếng khoai to to này anh em bóp, cố gắng bóp nó nhỏ nhỏ hết thôi. Mai không câu lục thì mỗi câu lăng xê thôi thì tôi có thời gian tôi quay theo một quay. Chỗ này nó mấy kiểu trộn đấy anh em ạ. Một là trộn khô, hay là trộn ướt. Trộn ướt là trộn như này, trộn khô nữa, trộn khô và khô câu lâu, ngâm lâu. Ok, rồi anh em cứ xuống hồ nắm câu rồi thừa bao nhiêu thì mang về cho cô em.
Rồi bây giờ vào chuẩn bị lăng xê lăng xiếc các thứ là ok. Anh em đây sắp đồ sắp đạc đây. Đi đấy, đi to. Đây nó có hai loại này. Một loại dù đen là cái loại đợt trước tôi bán cho anh em, và đây là cái loại dù hồng. Anh em nhận lấy những bộ sau nó là dù hồng này. Dù hồng hay dù đen đều thế thế cả, câu ok hết, không vấn đề gì cả. Đấy anh em cần chuẩn bị lăng xê này, lăng xê tôi đã bỏ riêng vào đây rồi. Hạt xốp. Túi hạt xốp và mồi tất nhiên là không thể thiếu. Ok. Lâu lắm rồi tôi không câu lăng xê đây, tôi có lăng xê để cho anh em thấy rằng cái bộ lăng xê của tôi nó rất chỉ là nhạy, rất hay, anh em lấy rồi thì biết. Anh em nào thấy hay thì lấy thì bảo tôi sẽ chuyển. Bây giờ là đợt ra riêng, đợt tôi chuyển đầu tiên. Đây tôi không biết là còn khoảng tầm bao nhiêu bộ. Ở đây tôi còn chắc khoảng tầm phải đến 30 bộ lăng xê ấy. Anh em nào lấy bảo tôi nhá. Ok anh em, tôi đi giao hồ tôi sẽ test cái lăng xê này cho anh em xem và cái mồi. Ok, hồ này thì hồ câu chỉ đấy, hồ câu mọi khi đấy hồ rẻ tiền thôi, cá nó không có cá to, thì rô phi rồi các thứ linh tinh, sợ nhất là rô phi này, sợ mỗi rô phi ăn này, rô phi không ăn thì chắc chắn nó sẽ được chép. Ok anh em, bây giờ chúng mình đây đồ đạc đây, cần câu thứ chuẩn bị hết rồi, bây giờ đi ra hồ test cả anh em nhá. Ok, ở đây có này có thằng cu em đi này, thằng cu em đi thì vấn đề phím phỏ chắc chắn là nó sẽ hay hơn rồi. Ok, may quá bắt được nó vừa túm được ra đây xong. Cái Ok em chào vừa anh ra em. đến hồ xong rồi. Mẹ chạy. Mồi lăng xê đây. Đó, ok, giờ tôi nắm mồi anh em xem. Nó đánh một cần thôi. Đồ nhà này nó không cho câu nhiều cần, nó đánh có một cần thôi anh em. Nào đánh dây hồng trước nhá. Không thì câu ở đây thì chả sợ cái gì, chỉ sợ mỗi dưới là dính rô phi thôi, dính rô phi nó mất toi cùng mồi lên cần rô phi, sợ mỗi hồ nó nhiều rô phi quá đấy, chứ còn rô phi mà không ăn thì chắc chắn nó chép mới trôi hoặc mè sẽ dính, đơn giản đấy thôi. Đấy anh em, cái cuối cùng này không cần móc cũng được. Okay. Em móc khóa cẩn thận, kiểm tra hai đầu này, vừa ra vụt ra ngoài. Đi lấy chống cần thì có
Đây anh em trộn cần này. Đây quay sát ở đây của anh. Đây anh em. Cái dây cước vừa xong nó trùng đúng không? Anh em lấy máy lỏng hết cỡ ra này. Đấy, với cái lăng xê của tôi anh em lấy máy lỏng hết cỡ ra. Cho cá nó kéo nó không bị quay lưỡi. Rồi ok. Nó mình để đây. Rồi vậy là xong rồi. Giờ để cần đây, chỉ việc chờ cá nó lôi máy thôi. Ok. Cậu rất chỉ là nhàn đấy, hôm nay có cô em đi theo này. Quay phim rất chỉ là tiện lợi. Trong lúc chờ đợi thì ra lắm cục lăng xê khác để đấy để đến lúc mà nhỡ cái lăng xê này nó ăn thì mình có mồi luôn mình ném xuống con cá gỡ sau. Ok. Anh em ơi, cá vừa rít một phát rất chi là căng nhưng mà hình như là bung rồi thì phải. Bởi vì tôi thấy dây nó rít căng một mạch thế là dây rất chi là trùng. Rít căng một phát nên là dây rất chi là trùng. Một là được cá tôi nghĩ là mất rồi bởi vì nhìn không thấy nó dây nó kéo nữa. Quá trình thì rất chi là nhanh chưa được 15 phút đâu. Đây là tôi có thể cuộn đây này xem. Thôi tạm dừng lại để cuộn. Tiếc con đầu tiên thì bị bung. Lý do thì tôi chưa hiểu. Tôi vừa vụt lại xong. Con đầu tiên đã bị mất. Không biết là từ sau nào đây. Tính rồi. Không biết dính con gì thôi. Chặn kính chưa? Rufi hay chép? Phi à? Giật phát bay chân trắng. Giật phát bay cần. Rô phi rồi, rô phi còn rồi. Ôi giời. Đấy, tôi đi câu sợ mỗi cái loại này đấy anh em ạ. Một con rồi ok anh em toàn là rô phi còn là bốn con cá chim cho anh em nó mang về thôi đây toàn rô phi mấy cái mỗi con trôi máy quánh lăng xê đấy cái hồ này nó nhiều rô phi con quá nên là chịu tôi không có cách nào khắc phục rô phi con cả ok anh em